chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Xin ơi. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một ngày mình chăm sóc cho con bé của mình nha các bạn. Ở tập trước á, thì mình đã làm tổ cho cái con bé của mình rồi nè các bạn. Ở tập này á, thì mình sẽ làm neo cho con bé của mình nha. Ủa mẹ ơi, làm neo cho con bé là cái gì vậy mẹ? Làm neo là làm móng đó con. Làm móng là sơn móng tay, sơn móng chân cho con chip hả mẹ? Đâu phải đâu con, làm móng là mình chỉ cắt móng cho con chip thôi, chứ đâu có sơn móng tay, sơn móng chân cho nó được. Bây giờ mình sẽ bắt con chip lên nha các bạn. Nó đang ngủ các bạn ơi. Kìa coi, dung dai kìa. Đang ngủ nè. Bây giờ mình sẽ dùng một cái miếng vải này nè các bạn, mình sẽ nắm nó lại cho nó đừng sợ. Chip kìa, bạn ơi. Chip kìa. Rồi đưa cái móng tay cho mẹ nghe, đưa cái móng tay cho mẹ. Đó, rồi mình sẽ cắt móng cho nó. Xin bẻ ra cho mẹ coi. Đây, mình sẽ cắt cái móng này, các bạn thấy cái móng nó dài không? Nếu mà để cái móng nó dài quá thì nó mình sẽ cắt bớt. Đó. Nó sợ các bạn. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Dễ thương. Đó, các bạn thấy mình cắt xong 5 cái móng cho nó chưa? Cho nó đừng có còn nhọn nhọn là nó sẽ không có quào mình nữa các bạn. Ê ơi, các bạn. Ê các bạn. Ê luôn rồi. Cắt móng bị luôn rồi. Kế tiếp là mình sẽ tắm cho con chip nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái thao đây nè. Đây là một thao xà bông. Đây là có sữa tắm cho em bé rồi đó nha các bạn. Đây là một thao nước. Ôi da, nó bò đi ra sau lưng luôn rồi nè. À bây giờ đi xuống tắm nào ơi. À, rồi. Rồi thả em xuống, thả từ từ thôi nha. Đó, thả xuống, thả xuống. Rồi tắm cho nó. À. Ê, nó sợ nó chạy ra nè các bạn. Nhớ là tắm là không cho nó ướt cái lỗ tai nó nghe các bạn. Ủa sao từ mà màu vàng vàng không dạ? Ừ. Giờ mình tắm cho sạch cái lông nó. Sạch bóng rồi mẹ. Ừ. Rồi mình chà cho cái lông nó sạch. Đây nè. Đây nè. Đó, có thơm á các bạn. Wow, đây nè. Cái chùi không được. Con phát nước lên như vậy nè, phát từ từ nè, trắng rồi nè, thấy không? Đây rồi phần cổ với cổ này nữa nè. Đó, phần cổ này nữa nè các bạn. Do nó ăn á nên nó sẽ dễ bị dơ ngay chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ thả nó qua nước nha cho nó sạch xà bông. Chạy kìa, chạy kìa. Đó, lông trắng liền. À, chạy đi đâu. Rồi mình tắm cho nó sạch. Sạch xà bông đây. Rửa cái đuôi nè, cái đuôi này nữa nè. Các bạn thấy lông cũng trắng chưa? Đặt cái mình lên. Xin tắm cho em không? Dạ, tắm. Ê, trên đây con vuốt đàng hoàng, cẩn thận. Nè, mẹ thả em xuống nè, con sói em đi. Nè, con vuốt lên, con vuốt gì nè. Đó. Nó xà bông chưa? Rồi, đưa cái khăn cho mẹ. Dạ, khăn. Đây, mình sẽ có chuẩn bị một cái khăn mình quấn lại để lau khô cho nó. Wow, nó lạnh đó các bạn. Mẹ. Nằm im liền. Dễ thương quá mẹ ơi. Bây giờ con nhìn thấy cái gì giống như cái gì hơn nghe. Cái da của nó. Khi nó khô quá thì cái lông của nó bung lên, còn khi nó ướt cái da thấy da luôn. Hồi nãy mình tắm cho nó xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha. Ở đây mình có chuẩn bị một khúc bắp này các bạn. Mình sẽ cho nó ăn bắp. Bây giờ mình sẽ lấy bắp để dụ nó ra. Chíp ơi, đây nè. Chíp ơi. Đi, đi ra đây. Các bạn thấy nó cầm ăn dễ thương không? Hoan, bây giờ con muốn dụ nó ra đúng không? Con xè tay ra. Mình sẽ để hộp bắp lên tay của Xin, hồi nó sẽ bò ra lên tay Xin nha. Từ từ. Chíp ơi, chíp. Nè
ăn gần hết kìa. Dạ. Này để dụng á. Kia ra, bỏ cái kia đi, bỏ cái kia. Nó sẽ bò lên. Rồi, chó nó khôn quá, nó lấy vô trong rồi kìa. Xin nè, coi mẹ nè. Tại cái tay của Xin nhỏ quá các bạn, coi mình là nó sẽ bò lên tay của mình luôn á. Nè chip. Đang nhai trong họng rồi, không thèm rồi. Đấy. Coi chừng đi ăn chỉ nữa nè. Đi nè, đi nè. Đó, đi. À, còn dính cái chân nữa. Đó, lên tay thế các bạn ha. Đưa. Nè, này cho nó ăn, cho nó ăn để nó nhảy vô. Nè, chip ơi. Đây nè. Nó đang muốn đi vô lòng đó các bạn. Đây, mình sẽ cho nó ăn. Đây, đi vô đi. Đó. Bóp ra nước sao nó ăn được. Bóp ra bể gì nó sẽ dễ cắn hơn. Tại cái bắp vàng này á, nó cứng, cái vỏ nó cứng, mà nó mới có mọc hai cái răng à, nó chưa cắn được. Nó đứng ăn luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video chăm sóc con bé của mình ở đây nha các bạn. Mình mong là các bạn sẽ thích video này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên cho mình xin một thích và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Hẹn gặp các bạn video sau. Chào tạm biệt các bạn.